Xin chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều đơn hàng hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu chuyển việc. Chi tiết cụ thể về đơn hàng, về các vấn đề thủ tục xin visa các bạn sẽ được giới thiệu cụ thể khi các bạn tham dự buổi CCMK bên mình. Buổi CCMK bên mình vẫn tổ chức hàng ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 14 giờ. Mỗi buổi giới thiệu đơn hàng bên công ty mình sẽ giới thiệu khoảng hơn 20 đơn hàng để các bạn có thể đăng ký phỏng vấn. Và chi tiết cụ thể liên hệ số điện thoại 0362068058. Cụ thể như hiện tại bên mình đang có một đơn hàng về làm về chế biến nông sản. Đơn hàng này sẽ phù hợp với người có tiếng kém hoặc là mới sang Nhật. Địa chỉ làm việc sẽ là tỉnh Chiba, thời gian làm việc từ 6 giờ đến 15 giờ. Mức lương khởi điểm sẽ là khoảng 20 man. Hỗ trợ các chế độ đầy đủ. Nếu các bạn quan tâm đến đơn hàng, hãy đến buổi giới thiệu đơn hàng bên mình để được tư vấn cụ thể. Chào các bạn.